Chào mừng quý thính giả đến với kênh nghe chuyện hay. Thưa quý thính giả, trong khung giờ hôm nay, Quỳnh Dao gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay của nhà văn Dương Hướng. Truyện ngắn díng trong. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn này. Kịch bản mới của tôi được công diễn tối đầu tiên tại nhà hát thành phố. Đạo diễn Nguyễn Hà Đích thân cho xe đến tận nhà đón tôi Ông bảo Hôm nay cậu phải đến nhận mặt đứa con tinh thần của cậu Tôi tự bảo Liệu đứa con nó có chửi thẳng vào mặt thằng bố nhu nhược như tôi Nguyễn Hà cười xí xóa Ông thừa biết Nếu ông không hạ cố đến đón Chưa chắc tôi đã đi Đúng vậy Từ ngày vở kịch được sàn dựng Tôi không hề ngó nghiêng Tôi coi như đứa con tinh thần của mình đã chết Nó chết từ cách lần tôi và ông nổ ra cuộc tranh cãi quyết liệt Cuối cùng tôi đành thua cuộc Chấp nhận để ông thêm vào phần cuối của kịch bản một đoạn ngắn Theo ý ông Nhân vật chính của vở kịch là nàng Kim Chi Phải quay về với chồng Dù sao ông cũng là nhà đạo diễn chân chính Tiếng tăm khắp nơi Một nghệ sĩ tiêu biểu của nền sân khấu cách mạng Tuy chấp nhận theo ông Nhưng tôi vẫn ấm ức tuyên bố một câu xanh dờn Từ giờ phút này Tôi giao đứa con tinh thần của tôi cho ông Ông phải chịu mọi hậu quả Ông dạy nó chính chuyên Hay để nó đi đánh đĩ Là do ông Ông có biệt tài diễn giải Quan điểm của mình ít ai phản bác nổi Ông bảo Không thể ca ngợi người phụ nữ bỏ chồng Bản chất phụ nữ Việt Nam vốn hay nam hay làm, giàu đức hy sinh và lòng vị tha. Nhân vật kim chi của cậu phải quay về với chồng. Nhà đạo diễn lý giải, cái đẹp của người phụ nữ phải biết cải tạo chồng. Tôi bảo, cây bàn tôi đặt ra không phải cải tạo kiểu lai sống canh, cam bỏng bưởi. Vấn đề là người ta muốn chồng đu đủ, nhưng đã chồng lầm phải đu đủ được. Đu đủ được không thể cải tạo thành đu đủ cái thế thôi tất nhiên cái giống đu đủ đực nó vẫn ra hoa kết trái thậm chí hoa rất nhiều nhưng trái thì còi cọc khi tranh cãi với nhà đạo diễn tôi đã bảo ông nhân vật chính là nàng kim chi tôi lấy nguyên mẫu ở người phụ nữ mà chính ông cũng biết từ bao năm nay tôi phải khổ sở bí mật bám sát nàng chính tôi cũng không tài nào hiểu nổi người đàn bà tuyệt vời như nàng lại chịu sống mãi với người chồng chẳng ra gì tôi không tin nàng có thể cải tạo được người đàn ông như chồng nàng cũng giống như tôi không tin đu đủ được lại cải tạo thành đu đủ cái ông khẽ nhếch mép nhấp nháy mắt chỉ tôi ngồi xuống ô ghế danh dự của mình tôi sững sờ nhận ra nàng ngọc trâm ngồi ngay cạnh tôi nàng đi xem cùng với chồng không mấy khi lại có được sự tình cờ đến vậy tôi nghĩ nhà đạo diễn đã khôn ngoan bằng cách nào đó đã bố trí để vợ chồng nàng đi xem tối nay lại một lần nữa tôi kín đáo quan sát vợ chồng nàng nàng đã không nhận ra tôi còn chồng nàng dĩ nhiên là chả biết tôi là ai cái dáng bảnh bao của chồng nàng vẫn không che đậy được khuôn mặt chỉ độn cây đu đủ đực của nàng đây những đao phủ thường có bộ mặt na ná nhau dáng vẻ của những nhà tu hành hay những người trông coi xác chết cũng na ná nhau không hiểu thượng đế đã sinh ra hay do nghề nghiệp đã tạo nên tính cách họ buổi biểu diễn bắt đầu tấm màn nhung từ từ được kéo ra hai bên cánh gà sân khấu hiện rõ cảnh một giếng nước và nàng kim chi bước ra nàng kim chi do diễn viên trẻ xuất sắc bích ngọc đóng tất nhiên bích ngọc đóng rất khá nhưng so với nhân vật mẫu ngoài đời của tôi còn kém xa nàng đang ngồi với chồng cạnh tôi đây làm sao mà ngọc trâm lại có thể ngờ rằng thời con gái của nàng đang được tái diễn trên sân khấu lúc này mà tác giả kịch bản lại chính là tôi ngày ấy tôi sống cô đơn trong gian nhà ở khu tập thể của đoàn văn công quân khu vào thời kỳ thành phố hay mất điện mất nước tôi thường hay ra cái giếng công cộng ở cuối phố giặt và đánh nước về tắm trong cảnh nhốn nháo già trẻ trai gái tôi đã nhận ra vẻ đẹp kiêu xa ở nàng ngày ấy chưa có những cuộc thi hoa hậu nhưng tôi quả quyết nàng còn đẹp hơn cả những hoa hậu bây giờ nàng có sự cuốn hút đặc biệt và không lẫn với bất kỳ cô gái nào ánh mắt nàng đen náy nước da trắng mịt ngày ấy tôi cứ nghĩ sẽ không có người đàn ông nào trên thế gian này xứng với nàng tôi là thằng con trai nhút nhát hèn mọn tất nhiên chỉ dám nhìn trộm và tôn thờ nàng để rồi có lúc giật mình lo sợ nếu nàng lấy phải kẻ nào đó tầm thường sẽ làm hư hỏng cả thân xác lẫn tâm hồn nàng cái giếng cuối phố nước trong phát hàng chục chiếc gầu múc cả ngày không cạn chả bao giờ tôi sắm nổi chiếc gầu nhiều hôm phải đứng ngây trên sân giếng tới nửa giờ mới mượn được gầu của ai đó tôi thường chờ được dịp mượn gầu của nàng và không quên trả công bằng cách ham hở múc nước cho nàng cứ như thể chuyện đời phải thế tôi múc nước cho nàng không thấy mệt dù tôi vẫn chưa biết cả tên nàng Nàng ngây thơ hồn nhiên, rực rỡ trước mắt tôi. Không biết từ khi nào tôi lại chăm ra giếng giặt và chỉ mong nhà máy nước trục trặc kỹ thuật và mong cho trời cứ nắng mãi, lên làm cạn kiệt nguồn nước máy, chỉ để lại cái giếng nước duy nhất của tôi và nàng không bao giờ cạn. Có lần tôi mang chậu áo ra giếng và chợt sững người nhận ra sân giếng vắng tanh. Hóa ra cả ngày hôm ấy nguồn nước máy chảy tràn trề ở khắp mọi nơi. Tôi buồn bâng khuâng, đứng nặng trên sân giếng vắng. Đúng vào lúc tôi định quay về thì nàng xuất hiện với đôi thùng và chiếc gầu trên tay. Mặt tôi nóng bừng và đôi má nàng cũng đỏ dựng lên với vẻ bối rối. Giọng nàng nhỏ nhẹ mà thanh thoát. Em mang gầu ra cho anh mượn, tiện thể gánh một gánh nước giếng về tắm. Em chỉ thích tắm giếng nước nó mát tôi thấy mình may và hạnh phúc nhất thế gian này tôi cảm động đón chiếc gầu từ tay nàng múc cho nàng tràn đầy hai thùng nước nàng ngập ngừng chưa muốn gánh nước về ngay ánh mắt nàng lộ rõ nỗi bâng khuâng anh cầm luôn chiếc gầu của em về mặt dùng có lẽ từ ngày mai em không cần đến nữa nàng nói và vội vã gánh đôi thùng nước về tôi cứ nghĩ nàng nói đùa từ lần ấy tôi luôn mang theo chiếc gầu của nàng ra giếng mà không bao giờ còn được nhìn thấy bóng nàng tôi thấy tiếc không kịp hỏi cả tên nàng chẳng lẽ nàng đã đi lấy chồng mùa hè qua đi đông tới nước giếng ấm nóng mà lòng tôi thấy lạnh dã khi nghĩ về nàng mỗi lần công tác dài ngày về tôi lại phấp phòng ra giếng hy vọng gặp lại nàng có lẽ nàng đã quên tôi và quên luôn chiếc gầu của nàng. Tôi bỗng thấy mình rõ vô duyên. Kỷ niệm giữa tôi và nàng chỉ có thế. Một kỷ niệm quê quê, xưa cũ quá. Ngày ấy tôi là thằng con trai si tình ngớ ngẩn và bây giờ thì nàng đang ngồi đây với chồng ngay bên cạnh tôi. Cả màn một của vở kịch tôi không chú ý tới mà chỉ ngồi lặng đi nghe ngóng theo dõi nàng tôi nghe rõ cả hơi thở của nàng phần một của vở kịch kết thúc đèn bật sáng tôi bàng hoàng nhận ra gương mặt nàng tái đi lộ rõ nỗi xúc động xin lỗi anh có biết tác giả của vở kịch này là ai không anh ta đã chết rồi tôi trả lời nàng và nhận ra ánh mắt nàng tối lại Nàng đưa mắt nhìn chồng Chồng nàng đã ngủ ngẹo đầu trên thành ghế từ bao giờ Miệng há ra Nàng khẽ huyết cánh tay vào sườn chồng Chồng nàng choàng tỉnh Vươn vai ngáp một cái rõ to Kịch với trà cọc Chán bỏ mẹ Về ngủ khỏe Anh về trước đi Nàng nói Đã bảo về là về Chồng nàng gắt nên Giọng mỉa mai Lại đắm đuối rồi hả đã bảo thời buổi này đừng có tin vào bất cứ cái gì, nhất là sân khấu phạt điện ảnh. Bọn nhà văn, nhà viết kịch bây giờ là chú nói dối. Nó đánh lừa em đấy. Nhưng nó chỉ lừa được trẻ em và đàn bà thôi. Anh im đi. Nàng gắt lên, mắt rơm rớm như muốn khóc. Em van anh, anh nên về đi, thiên hạ người ta cười cho đấy. Về, chồng nàng nói và nắm chặt lấy cổ tay nàng nàng miễn cưỡng bước theo chồng vừa đúng lúc giàn nhạc nổi lên tấm màn nhung lại mở ra phần hai vở kịch bắt đầu diễn tả thời kỳ bi kịch nhất của đời nàng tôi nhìn sang hai ô ghế trống và thấy nhói nên nỗi đau đớn về số phận nàng một lúc sau nàng lại tất bật lặng lẽ trở lại chiếc ghế của nàng chăm chú theo dõi vở diễn trên sân khấu Kể từ ngày trao cho tôi chiếc gầu, hơn một năm sau, tôi lên đường vào Nam chiến đấu. Năm 1975 từ chiến trường về, tôi lại ra giếng cuối phố mà không sao tìm được bóng dáng người con gái nào như nàng. Tôi lấy vợ, bỏ vợ trong vòng 6 tháng và sống cô độc cho tới bây giờ. Người đàn ông sống độc thân chắc chẳng sung sướng gì nhưng vẫn hơn phải sống với người vợ chẳng bao giờ hiểu được mình niềm an ủi duy nhất của tôi là lao vào viết và tìm nàng tôi tìm nàng ở ngoài đời và cả trong trang viết trên trang viết của tôi nàng rực rỡ như một thiên thần cho dù tôi thừa biết sẽ chẳng bao giờ nàng còn biết tôi là ai và cũng chẳng bao giờ nàng còn nhớ kỷ niệm xưa cũ của tôi và nàng tôi lang thang khắp thành phố lúc mệt mỏi thường chui vào quán cà phê ở những ngõ ngách khuất vắng tôi đam mê các quán cà phê vắng giống như đam mê nàng mỗi lần tìm ra quán cà phê mới tôi lại thấp thỏm háo hức như thể mình vừa phát hiện ra một hành tinh lạ tôi không còn nghĩ tới hay hy vọng gặp được lại nàng nàng không có thực ở trên đời này thượng đế đã đánh lừa mỉa mai tôi nàng chính là nàng tiên thứ bảy, thứ mười bảy, thứ một ngàn lẻ bảy nào đó. Mỗi lần nghĩ thế, tôi lại cười một mình, cười rũ rượi như thằng điên. Lần ấy tôi vừa qua một trận cười sốt từ trưa đến chiều, lan lộn trên giường. Khi tỉnh dậy, tôi lang thang ra phố. Chẳng hiểu sao tôi lại lần ra giếng nước. Tim tôi chợt ngừng đập, khi nhận ra nàng tiên 1007 của tôi. Không hiểu nàng từ trên trời xuống hay từ dưới lòng diễn lên. Đúng là nàng, mắt tôi sáng lên, đứng ngây ra một lúc, nhìn ngắm nàng từ xa. Nàng đã là người phụ nữ dạng dày khác xưa nhiều lắm, nhưng dưới con mắt tôi, nàng vẫn là nàng tiên thứ 1007, trẻ trung và trong suốt. Vẫn ánh mắt thăm thẳm, đen láy gương mặt kiêu xa và làn da trắng bịt. tôi chạy nhào tới nắm chặt lấy cổ tay nàng nhưng sợ nàng lại bay biến mất tôi không còn nhận biết mặt nàng lúc ấy tái đi vì sợ đồ khốn nạn nàng. nàng hét lên tôi không nghĩ rằng mình lúc ấy giống như một tên cướp đường nàng đã không nhận ra tôi những năm tháng trên chiến trường đói khát gian khổ và trận sông bão lấy và chia tay vợ với những thân hình tôi tàn tạ đi tôi rằng lấy chiếc gầu của ai đó với mục đích tốt đẹp là múc nước cho nàng muốn nhắc nhở nàng nhớ tới kỷ niệm xưa có thể là hành động điên khùng của tôi đã khiến nàng và mọi người hiểu lầm cuối cùng tôi đã nhận được một quả đấm vào mặt của ai đó đứng ra bênh vực nàng cú đấm khá mạnh đã giúp tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê muội về nàng tôi đau đớn nhục nhã bỏ chạy để lại phía sau tiếng cười mỉa mai của đám đông trên sân giếng từ lần ấy tôi không dám vác mặt ra giếng và tránh bọn đám đông nhưng đêm về hình bóng nàng vẫn lung linh tôi lại tiếp tục bám sát nàng bằng cách kín đáo vào các buổi tối tôi đã biết được tên nàng là ngọc trâm nhà ở mãi tận đầu phố nhưng nàng đã đi lấy chồng thỉnh thoảng mới về thăm mẹ đẻ đã không biết bao nhiêu lần tôi lẫn trong dòng người qua lại trước cửa nhà nàng biết rõ được nai lịch hoàn cảnh nàng tôi quyết định lấy nàng làm nguyên mẫu cho nhân vật chính trong vở kịch của mình nàng đã trở thành người tình của tôi trong kịch bản khi cầm bút tôi tưởng tượng rõ thấy tấm thân ngọc ngà trinh nguyên của nàng đang bị tàn phá bây giờ nàng đang ngồi đây vừa gần gũi vừa xa lạ nàng vẫn chăm chú theo dõi vở kịch đời mình trên sân khấu nàng kim chi do bích ngọc đóng phải mang con trốn khỏi nhà chồng bích ngọc đóng đạt tới mức cả nhà hát lặng đi nghe rõ tiếng thở dài tiếng sụt sùi của khán giả Tôi chợt lạnh người khi nghe tiếng nàng khóc nấc lên đau đớn. Đúng vào lúc này, nhà tạo diễn Nguyễn Hà của tôi đến ngồi xuống chiếc ghế của chồng nàng bỏ trống. Nàng đưa tay gạt nước mát, tiếng nấc nghẹn lại. Chào chị Ngọc Trâm. Tôi lấy làm tiếc là chị đã không giữ được ông chồng của chị ở lại xem cho đến hết. Nhà đạo diễn khẽ nói gì dầm với nàng. Chị hãy xem cho hết và xin chị cho ý kiến riêng của mình. Ý tôi muốn nói là cách bản chất của người phụ nữ Việt Nam xưa nay, vốn hay làm hay làm, dòng lòng vị tha. Nàng Kim Chi sẽ phải quay về với chồng. Nhà đạo diễn quay sang tôi. Xin được hân hạnh giới thiệu với chị Ngọc Trâm, đây chính là tác giả của vở kịch mà chị đang xem. Đạo diễn Nguyễn Hà giới thiệu xong rồi xin lỗi trở lại ghế của mình hóa ra là anh sao nàng sững sờ quay sang tôi thốt lên vẻ lạ lùng tôi đây xin lỗi vì lúc nãy tôi đã nói dối tôi nói và lặng lẽ ngồi theo dõi cử chỉ thái độ của nàng khi xem phần cuối của vở kịch phần cuối của kịch bản là hoàn toàn do đạo diễn nguyễn hà thêm vào theo quan điểm của ông nàng kim chi phải quay về với chồng tôi phải chịu ông lẽ phải ở trong tay kẻ mạnh thế mạnh ở ông là không bỏ vợ còn nàng nàng đang ngồi cạnh tôi đây hai bàn tay nàng cứ xoắn vào nhau thi thoảng lại niếc nhìn tôi có lẽ nàng đã đoán biết được cái kết của vở kịch còn cái kết của cuộc đời nàng tôi nghe lòng mình bồn chồn cảm nhận rõ mùi thơm của mái tóc nàng của da thịt nàng gần lắm nàng hơi ngả người về phía tôi Cánh tay nàng tỉ lên thành ghế, chạm nhẹ vào sườn tôi, gây một cảm giác êm dịu. Rồi cũng chẳng hiểu từ lúc nào bàn tay nàng và bàn tay tôi đã tìm đến nhau. Những ngón tay mềm mại thon nhỏ của nàng làm tôi xốn sang dạo rực, giống như thằng con trai mới được yêu lần đầu. Trên thực tế, nàng vừa mới biết tên tôi mà cứ như thể tôi và nàng đã gặp nhau từ kiếp trước tâm trí tôi mụ mị, không rõ sự đồng cảm đó là gì. Cả tôi và nàng đều im lặng, sự im lặng dồn nén. Bản năng muốn nổi loạn tiêu diệt lý trí, phần lý trí yếu ớt mách bảo tôi hãy dừng lại. Không được dở thói dâm ô với nàng, nhưng những ngón tay thần diệu của nàng như níu giữ tôi lại. Bất chợt nàng bóp mạnh bàn tay tôi đúng vào lúc vở kịch kết thúc điện bật sáng cả tôi và nàng đều bối rối nàng ghé sát vào tay tôi thì thầm hết nợ rồi đấy nhé nhớ không cái nần nắm cổ tay người ta trên sân giếng ấy tôi nhìn trong mắt nàng long lanh ánh lên niềm vui vẻ trẻ thơ ra ngoài đường phố tôi rụt rè xin được đưa nàng về nhà nàng như chợt nhớ tới điều gì đó mặt tối lại cuống quýt lo sợ không, không được, không thể. Nàng nói và vội vã bỏ đi. Tôi đứng ngây người nhìn theo bóng nàng lẫn dưới hàng cây bên đường. Mấy ngày sau tôi gặp được nàng vẫn trên sân giếng. Cả tôi và nàng chỉ nhìn nhau im lặng. Tôi giặt xong mà vẫn chưa muốn về. Trên sân giếng lúc này chỉ còn tôi và nàng. Cái gầu anh gửi ngày xưa hỏng rồi à, Nàng nói và đưa mắt nhìn chiếc gầu tôi mới mua. Ừ, hỏng rồi, nó dò gì lung tung cả. Lâu quá rồi còn gì, lấy vợ đi để nó hầu hạ, già rồi đấy. Nó hầu mình hay mình hầu nó? Tôi nói và cố gượng cười nhìn nàng. Hay là đang chờ đợi ai? Tôi làm ngơ không trả lời cầm ngay chiếc gầu mới của mình, đứng hẳn lên thành giếng múc nước cho nàng. Bất chợt tôi buột miệng. Hồi này không gánh nước về tắm nữa à, nước giếng vẫn mát lắm đấy. Nàng cười, nụ cười héo hát trên gương mặt đã tàn phai hương sắc của nàng. Tôi hình dung lại gương mặt nàng xưa và thấy tiên tiếc, không hiểu sao nhan sắc của nàng lại chóng tàn phai đến vậy. Khi nàng đã nâng chậu quần áo lên ngang hông, định bước đi nhưng nghĩ thế nào lại đặt bịch xuống thành giếng, giọng ngập ngừng. Anh có biết cũng tại đây hồi xưa ai đã đánh anh không? Chính chồng em đấy. Câu nói vô tình của nàng khiến tôi dùng mình, liên tưởng tới nhận định sai lầm của mình và khuôn mặt đau phủ của chồng nàng. Nàng nói và vội bỏ đi nhưng sợ có ai nhìn thấy. Tôi vội gọi giật nàng lại, muốn được mời vợ chồng nàng đi xem vở mới của tôi sắp được công diễn tại nhà hát thành phố. Nàng khẽ gật đầu đồng ý. Nàng dặn tôi mang giấy mời tới số nhà 102, đường Hạnh Phúc, phía tây vườn hoa thành phố. Tôi hiểu ngay đấy là nhà chồng nàng. Tôi lấy giấy mời trước một ngày trong tâm trạng thấp phỏng háo hức, đạp xe tới nhà nàng. Số 102 vừa hiện ra trước mắt. Tôi xuống xe, vội đứng sững lại nghe trong nhà có tiếng đập phá trừ rùa. Tôi nhìn thấy nàng đầu óc rối tung, quần áo tả tơi từ trong nhà ôm mặt chạy ra, ngồi thụp xuống khóc. Trong nhà tiếng trẻ kêu gào, tiếng chồng nàng trừ tục như người say rượu. Cút, cút đi cho khuất mắt. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nàng nói và vùng dậy chạy vào trong nhà, một lúc rồi quay ra với cái túi nhỏ trên tay. Trong nhà đứa bé gái chừng 10 tuổi nhào ra, ôm nghỉ lấy nàng kêu lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Nàng bất lực, quăng chiếc túi sách xuống đất, rồi ôm lấy đứa con vào lòng. Tôi vội ngồi lên yên xe đạp đi thẳng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra nàng cũng đã nhìn thấy tôi. Từ lần ấy, Cả tôi và nàng nhìn thấy nhau từ xa Đều tìm cách tránh mặt Lại vẫn trên sân giếng Tôi đang hí hoái giặt quần áo Khi nhìn lên Đã thấy nàng đứng sững trước mắt Hình như mỗi lần về nhà mẹ đẻ Nàng lại đều xa giếng Nét mặt nàng đanh lại Nàng cúi xuống ghé sát vào tay tôi Anh là thằng hèn Trả thù tôi câu nói ấy Nàng quay ngoắt bước đi không để tôi thanh binh với nàng lời nào Tám năm nữa trôi qua Cả tôi và nàng đều không nhìn mặt nhau Trong tâm trí tôi Hình bóng nàng phai nhạt dần Mãi tới một chiều tôi đạp xe thong xong trên phố Chẳng hiểu sao tôi lại rẽ sang đường hạnh phúc Tới vườn hoa thành phố Số nhà 102 bỗng rực rỡ trước mắt tôi Tôi sửng sốt vì sự đổi thay của ngôi nhà 102 của vợ chồng nàng. Cách gian nhà cấp 4 lụp sụp xưa kia, bây giờ mọc lên ngôi biệt thự 5 tầng, lồng lẫn nhau. Còn số 102 ở cổng còn tươi nguyên, nước sơn mới, đầy kiêu hãnh. Chồng nàng ra dáng ông chủ, ngồi ngả người trên ghế tựa, nhấp nháp cà phê trước hàng hiên lộng lẫy, có những chậu hoa đồng tiền tươi giói lòng tôi thấy thanh thản lạ lùng tôi mừng cho nàng nàng đã được bù đắp vật chất quyết định ý thức vợ chồng nàng sẽ hạnh phúc còn tôi tuy chẳng sung sướng gì nhưng hơn một năm nay cục văn hóa đều về làm giảng viên trường văn hóa nghệ thuật thành phố một buổi sáng tôi đang ngồi trong văn phòng nhà trường thấy một người đàn bà bước vào theo sau là một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi Tôi đứng vụt dậy khi nhận ra cô gái kia chính là nàng của tôi 18 năm về trước trên sân giếng. Tôi ngỡ ngàng, Ngọc Trâm vừa được hóa thân trẻ lại. Những cuộc đời đâu có ngọt ngào thế. Chính người đàn bà gầy yếu kia mới là Ngọc Trâm. Hương sắc của nàng ngày xưa đã bị đứa con gái của nàng đây đánh cắp hết. Thấy tôi nhận ra nàng, nàng cười nói rất tự tin. nhường chiếc ghế cho cô con gái ngồi. nàng đến ngồi xuống cạnh tôi dõng dạc tuyên bố. đến lúc này tôi đã có quyền đến đây để nói. ông là nhà viết kịch tôi. ông đã mắc một lỗi lầm ghê gớm. tôi đến đây để yêu cầu ông một việc. ông hãy viết lại vở kịch ông đã viết về tôi ngày xưa và hãy nhận con gái tôi vào học lớp diễn viên. nó đây. Tôi đảm bảo với ông rằng không có diễn viên nào lại diễn cuộc đời tôi đạt bằng nó." Nàng nói và nhìn con gái, cô gái hơi cúi đầu xúc động, rơm rớm nước mắt. Tôi không hiểu cô con gái nàng khóc vì lẽ gì. Tôi chưa còn biết nói với nàng thế nào thì nàng đã đứng dậy, đến nắm lấy tay con gái. "Mẹ con mình về đi. Xin chào ông. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ lời tôi vừa nói." và không cần phải trả lời tôi vội. Đêm về, tôi đang còn nằm chăn chọc nghĩ lại lời nói và thái độ lạnh nùng của nàng, thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi lục sục đứng dậy mở cửa, và nàng xuất hiện ngay trước mũi tôi. Chẳng cần để nói tôi mời, nàng đã lặng lẽ bước vào nhà của tôi, tự nhiên như thể ngày nào cũng đến đây vậy. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên bàn viết của tôi, đưa mắt quan sát khắp nhà, miệng tùm tìm cười. Nàng không đả động gì tới những chuyện nàng đã yêu cầu tôi ở trường. Tôi cũng không nói lời nào mà chỉ quan sát cử chỉ lạ lùng ở nàng và chờ đợi. Dường như cũng cố tình thi gan với tôi, nàng đứng dậy, lướt qua giá sách, lật một vài quyển. Nhìn nàng tôi vô cùng hệ trọng, đêm lặng đi. Ngoài phố những người đổ rác đêm kéo xe lọc cọc, thỉnh thoảng bánh sen lại rít lên ken két chuyện gì chị nói đi nào cuối cùng tôi đành lên tiếng nàng che miệng khẽ cười khúc khích sao lại chị bà chứ ừ thì thưa quý bà tôi đến đâu đây để đòi nợ ông đòi nợ ông nghe rõ chưa thôi khuya rồi ta nên ông sợ ông sợ vì ông không trả được nợ hay là ông sợ bị đấm như hồi nào? Tôi yêu cầu bà nói chuyện nghiêm chỉnh. Bà thực sự cần gì? Tôi đã nói rồi. Ông còn nợ tôi. Ông không biết sao? Mà có thể ông không biết thực. Ông hãy trả cho tôi cả một đời đàn bà. Nếu không xem vở kịch của ông thì đời tôi đã khác rồi. Tôi không hiểu bà còn đòi hỏi gì. Tôi đã nói rồi, ông còn nợ tôi ông không biết sao mà có thể ông không biết thực ông hãy trả cho tôi một đời đàn bà nếu không xem vở kịch của ông thì đời tôi đã khác rồi tôi không hiểu bà còn đòi hỏi gì nữa bà bây giờ giàu có nhất nhì thành phố này bà tưởng tôi không biết sao nàng bỗng cười phá lên hai tay úp lên mặt làm tiếng cười nghẹn lại tiếng cười của nàng trong đêm nghe rờn rợn tôi không phân biệt được nàng đang cười hay đang khóc tôi bàng hoàng nhìn nàng không tin rằng đấy lại chính là nàng ngọc trâm xưa làm sao ông lại đứng gây ra thế đồ ngốc ạ à? nàng nhào đến bên tôi nàng khóc nức nở như một đứa trẻ ông quả là nhà viết kịch tồi nhất thế gian này ông chẳng hiểu gì cuộc đời tôi Ông chẳng hiểu gì đàn bà cả. Tôi nói điều này ông có tin không? Tôi chính thức ly hôn ngày hôm qua. Ly hôn? Ông đã hiểu ly hôn là thế nào rồi chứ? Tôi đã chờ đợi cái ngày này từ bao nhiêu năm nay. Chờ cho con gái tôi đủ 18 tuổi. Ông đã thấy nó đấy. Tôi đã vứt bỏ đời mình để có nó như ngày nay. Nếu ông không từ chối tôi giao nó cho ông Ông sẽ dạy nó đóng kịch Sân khấu là cuộc đời Hay cuộc đời là sân khấu hả ông? Nàng vừa nói vừa ôm ghì lấy tôi Tôi thấy người trông chơi như đi trên mây Tôi cảm nhận rõ những ngón tay xương sầu của nàng Đang run rẩy lần tìm Như đến từng rẻ xương sườn của tôi Tôi cố phát kiệt nguồn sinh lực còn lại trong cơ thể cằn cội của mình để tìm lại bóng dáng nàng ngọc châm xưa tìm lại giây phút êm đềm tươi mát của cuộc đời và bên tôi quả nhiên vang mãi lên tiếng nói của nàng đồ ngốc ạ à. mời quý khán giả nghe chuyện ngắn bà già quên khóc của nhà văn võ diệu thành tôi về lại bửu binh đường vào mùa Đoan ngũ, không ai ngờ hôm đó tôi lại về. bởi tôi nói với mọi người tới chết cũng không muốn về. em nhà báo của đài nói sẽ cho đường dây nói về năm phận để tôi không phải lên hình. anh quay phim nói lúc nào cảm thấy quá buồn hoặc mệt thì mọi người sẽ dừng để đưa tôi về. 40 năm tôi không nghĩ mình lại thay đổi không phải những ám ảnh, bởi khi đó tôi như một người đã chết. Không ai trách một người trở về từ cõi chết, bản thân tôi cũng không trách tôi. Mằng ri cũng không trách tôi, mà tôi cũng không còn quan tâm ai trách phiền hay giận hờn. Tôi đã từng chứng kiến máu tràn đuối tượng. Tôi tận mắt nhìn thấy thằng Pol Pot đầu tiên lúc nó đang đập đầu một đứa nhỏ vô đá đối tượng. Sau đó mọi thứ diễn ra như một cơn mộng du. Gần 70 người chúng tôi trốn trong hang, mằng ri đói, lũ chó săn sắp rửa quẹo vô hang. Thấy hết như một người đang coi phim và không can dự gì được vào từng tình huống. Khi hoàn được một phần hồn, tôi mới nhận ra mình đã rời xứ, sắp sửa sinh những đứa trẻ mới. Ngay cả chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi cũng diễn ra như cơn mộng du. Mà sao những đứa trẻ tượng hình dễ dàng như vậy? Giống như là ngọn cỏ nhánh rau, cắt bữa trước, bữa sau trồi non đâm được mơn mởn. Cơn sợ hãi về no đói của những đứa trẻ sau này lớn, không thua gì cơn sợ giặc giã đã qua. Tôi không còn đủ thời gian để nghĩ tới mảng ri hay nghĩ tới ngày về. Nhưng khi cháu Cà Na chào đời Nó giống y cô Mảng Ri của nó Nhìn cái miệng chúm chím hồng tươi Tôi tưởng trước mắt mình là Mảng Ri Tôi nghe một cơn xót xa tràn từ đôi mắt Tràn xuống từng cách nóng tay Nếu giặc tràn tới đây Nếu nó đập đầu Cà Na Hay nếu tôi phải Không, không, không Nam Mô Đức Bổn Sư Nam Mô Đại Từ Đại Bi Nam Mô tôi về núi tượng giữa mùa nễ đoan ngũ, ngay những ngày đám rỗ tập thể. Vừa quẹo qua cây cầu, tôi nhìn thấy cái chiếc xe máy đang chở người bưng hương án đi thỉnh điệp. Hai bên đường, những bàn hương án nghi ngút khói nhang, những nhóm người ngồi xếp chè dôi hai bên chiếu. Mùa cúng hội hàng năm hiện nay là dấu ấn của mùa đoan ngũ thảm khốc năm xưa mấy ngàn người đã khuất núi mà không được hưởng một lễ lọc cúng bái bình thường nhất. Đám ma cũng không, thậm chí là không có cả nấm mồ. Trước thảm sát thì rộn dịp lắm, cả xóm vừa tập cho mấy đứa cháu cúng lại, vừa tập cho chạy giặc. Cúng lại để cứu vớt những linh hồn người đã khuất thoát địa ngục âm ti. Chạy giặc để cứu vớt người sống khỏi địa ngục trần gian cái nhà chị tám hàng xóm chuẩn bị cho con bọc trứng gà cái la dô là cả gia tài của họ dặn nó mang theo khi giạc tới đứa lớn phải dắt tay đứa nhỏ nhà tôi không tập vậy màng đi còn rất nhỏ chạy giặc tôi chỉ việc bồng nó theo tưởng đâu vậy là an toàn nhất lúc đó cả làng ba chúc không có xe máy chỉ vài chiếc xe đạp mấy người đàn ông đi bộ đội hương án trên đầu tới nhà những cư sĩ thỉnh điệp về cúng rồi đốt cho hương linh người chết những bức điệp là bản kinh giúp linh hồn người chết trong u mê được tình ngộ rồi tìm về cõi sáng người thỉnh điệp bưng hương án đi theo con đường mòn lượn dọc chân núi tượng vài cục đá những cuộn cây hai bên đường dường như chào đón họ những cục đá không hề thay đổi cây thì đã cháy, đã chết và đã mọc trở lại. Cây vẫn còn đứng nguyên là cây trô mọc treo leo bên triền núi tượng, đoạn gần đỉnh. Đứng dưới chợ cây me, có thể nhìn thấy, nó ít được chú ý. Chỉ có cây dầu ngay ngã ba thì ai cũng biết, nó là cây thiêng. Nó chứng kiến những cuộc chết thường tình, được cúng hàng chục lễ và chứng kiến những cuộc chết hàng loạt không có bất cứ một nén nhang hay giọt nước mắt tiễn biệt nào. Tôi không còn xót xa vì điều đó. Tôi về vì linh cảm mình có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi đã lớn dần theo 40 năm. Cũng chính linh cảm đó, tôi tình nguyện theo em nhà báo, dù chân tôi lòng lèo khi bước lên từng bệ đá. Lòng lèo trên đường trở lại chùa Long Hoa, núi tường cánh đồng chết lạc quới tôi không tính toán gì nhiều tôi cảm thấy trong người mình hiện tại rất khỏe những cảnh cũ có làm tôi hoảng loạn hay không cũng chưa biết được nhưng trốn chạy đã nhiều năm giờ tôi cảm thấy mình phải làm gì đó khác đi em nhà báo rất dịu dàng với từng người trong xóm thanh lương chắc em thương cảm những tháng ngày bi thảm chúng tôi từng chịu đựng nhưng em hay bỏ mặc tôi để nhìn vào điện thoại màn hình lúc nào cũng mở vang bằng tiếng nói sang sảng của một người đàn bà con đang rất kinh hãi ngồi giữa mảnh đất nhiều thương tổn này con cần nghe giọng nói của cô hai a chị hai a em nhà báo nhát là một bà già thấp người nhưng đầy đạn chị đang nói về những trận đánh ở đâu đó trên biên giới ê mấy anh qua biên giới bất hợp pháp là tôi cho anh em bắn à nghe câu nói đó bất giác tôi hỏi em nhà báo nếu là cháu cháu bắn hay bỏ chạy hồi lúc ba con còn sống có hỏi con nếu kẻ thù giết ba con có giết họ để trả thù không con nói không Giết một con người không dễ dàng dẫu hắn ta ác Em nhà báo nhìn tôi ái ngại Hình như em biết mình nói hớ Tôi thở dài Giết một con người sao lại dễ dàng Cái mùi non nớt của trẻ con chợt lớt vớt tràn qua mũi tôi Nó không giống lúc tôi đang nằm trên giường đẻ Nó không giống lúc tôi đang đưa mũi hun mấy đứa con mới đẻ sau này bởi khi đó tình thương cơm áo gạo tiền với những đứa con hiện tại làm tôi quên hết tất cả chuyện đã qua. Còn lúc này, lúc tuổi già, dư giả thời gian mà thiếu hụt sức khỏe lẫn sức sống, tôi nghe hoang mang hơn, sợ hãi hơn. Ngày cũ của tôi đang bắt đầu bị đánh thức. Tôi thấy mọi thứ như mới nguyên, tôi thấy mùi trẻ con từ đôi má phúng phính của mảng ri lất phất cả na thơm mùi thơm như màng ri vậy. Sao tự nhiên tôi có mong muốn bọn trẻ con đừng chào đời, cuộc đời này có gì vui đâu. Anh nhà báo hỏi tôi có sao không, có muốn dừng không? Không, đi đi, tôi chẳng còn muốn bước tiếp mà dừng lại cũng chẳng muốn chút nào. Chúng tôi lên chùa Long Châu, mọi người biết rất ít về ngôi chùa này vì nó không để lại xác người như phi lai nhưng ngôi chùa đó đã chứng kiến hàng ngàn người lần cuối họ tụ lại đó bằng tất cả sự trông cậy họ đi theo bọn giặc bằng sự thường tình và mãi mãi không về chúng tôi đi về phía bửu minh đường phía ngoài kia con đường bọc quanh núi tượng xe vẫn xuôi ngược nhộn nhịp lúc đi ngang qua chợ cây me tôi thấy nhiều rổ trái mây bòn bon cá đồng đổ đầy những tấm đệm trải bên lề đường lúc ăn cơm em nhà báo chỉ ăn mang kho và thịt xào mặn anh quay phim thúc em ăn cá đi cá mùa mưa béo lắm những con cá béo ú này là con của những con cá ăn xác người hồi đó chèn ơi hơn bốn mươi năm rồi cụ ơi hơn 40 năm đã đủ dài chưa? Nhìn xe cộ, trang phục, những tiệm gà nướng cà phê sân vườn, tự nhiên tôi thấy ba chút ngày thảm khóc, chỉ là trong giấc mơ của tôi, chứ nó chưa từng phải nơi này. Con đường này lúc đó chỉ là đường mòn, cây cỏ bị đốt cháy rụi. Từ đây nhìn thông thống ra ngoài đồng, qua bên kia biên giới, lúc trốn trên núi tượng, nhìn xuống cánh đồng, thấy áo xanh áo đỏ áo đen nối đuôi nhau như kiến. Sau một vài cuộc hụt chết, nhìn lại phía cánh đồng, những áo xanh áo đỏ áo đen nằm chất chồng lên nhau dưới nắng dưới mưa, hết ngày này qua ngày khác. Năm đó nước rất lớn, tràn lênh láng cánh đồng lạc quới. Từ trên núi tượng nhìn xuống, những áo quần đủ màu nằm chồng chéo lên nhau chìm dần trong nước. Những người đi chài qua lưới xuống kéo lên nặng những túi cá và cả xương người. Họ lượm xương để một bên rồi đi chài tiếp. Cá nấu với rau đồng, ăn thay cơm. Những lá rau rền mọc trên nền cho tàn lớn như bàn tay xòe. Người chết muốn hết nên người bắt cá nhiều hơn thì phải. Cá nổi lên mặt nước, u nu u nần Cá sinh con đẻ cái Chúng tôi vẫn ăn cá mỗi ngày cho tới bây giờ Nhìn tôi thở thẫn Em nhà báo lại dỗ dành Dạ con hay suy tưởng khùng khùng vậy thôi Mọi chuyện đã qua lâu rồi Tôi phất tay như kiểu không bận tâm Đoàn tìm gấp quay Nghe nói để thể hiện được không khí thanh bình Và phải hơi cũ cũ một chút Giống như đưa khán giả trở về thời ba chúc Vẫn còn quê thiệt quê Mấy bà già trầu ngồi kể chuyện đời xưa Anh quay phim chọn được góc sân Có nhiều lá khô và những bệ đá mọc đầy rêu Em nhà báo bàn bạc với anh quay phim Về đường dây nói về năm phận xong Lại quay qua cái điện thoại Nó vẫn phát ra giọng nói khỏe khoắn Sôi sục của chị 2A Tuổi buôn bốt nó bán B40 cũng giữ lắm nghe con. Anh quay phim đang bắt đầu quay cảnh nam phận quét lá trên chùa. Anh kêu thím vừa quét vừa kể cảm giác mình lúc nhớ lại cảnh mấy con bị giết. Thôi kể làm gì, thù hận gì đâu à, ai làm ác người đó mang tội với Phật trời. Tiếng chị 2A trong điện thoại chửi thề làm tôi giật mình quay lại cô dắt đựu đạn đẩy mình rồi đi họp với tụi nó mình gan tụi nó mới sợ đủ mẹ tụi nó giận mặt hả cô hai không đánh thì thôi đánh vài bữa nghề dạy nghề chẳng tè thằng nào chứ ai chửi thề nghe giòn như chị hai a này ngôn từ trở nên vô nghĩa người ta chỉ còn nghe như đó là một tiếng cười giòn tan hay một tiếng vỗ đùi đồm đồm chưa không còn nghe chữ nghĩa thô tục miếng nào. Lúc này anh quay phim đã quay xong cảnh nam phận quét lá, cả sân bửu minh đường sạch, tưởng như cây cối ở đây không phải mùa thay lá. phải nhà con gần, nằm quét sạch sân nhà con luôn, không sạch không ăn tiền, thiệt chớ. mà mấy đứa con chiều nay ăn cơm ở đâu? Hồng ấy năm nấu cơm cho ăn, nấu được cùi nam còn cưa được nữa nà núi dài nam còn neo được nữa mà anh quay phim lượm những cái lá dài bên cạnh bể đá bể đá xanh sắc rêu anh muốn lấy hậu cảnh thím quét lá là những tảng đá phủ sắc rêu Nam Phận đứng nhìn cười như nhìn mấy đứa con nít chơi nhà tròi, rồi thím quét lá. Thím Năm ngưng lại cho khỏe, chừng nào quay hãy quét. Quét một hồi mệt quay không được, Mệt mỏi gì? Thím quét hết lá rồi sao mà quay được? Thì giải lá ra như hồi nãy rồi quét nữa. Mấy người trong chùa nói, bà quét vậy đó, đi đâu thấy cỏ là nhổ, thấy lá là quét. Cầm chổi quét sáng đêm không ngủ, rồi ban ngày cầm bộ đồ giặt, mà vừa giặt vừa gục giữa con suối. Ngủ gật chút xíu, giật mình chộp áo rồi giặt tiếp. Giặt đồ suốt ngày, nhưng mà không có bộ đồ nào khô ráo để mặc trồi quét sàn sạt nhưng quanh nhà lúc nào cũng đầy lá không hiểu lá ở đâu ra anh quay phim dành cây trồi trên tay nam phận đem giấu đi nam phận cười cười mắt công không lúc kéo lên núi dài chỗ suối ô đá quay cảnh giặt đồ nam phận chỉ tay lên con dốc trước mặt rồi cười chỗ đó đó Tụi con chạy xe đi, đường xa lắm, mệt đó. Vậy thím lên xe đi. Hỏi mát công lắm, năm đi bộ được. Năm Phận nói đó là con đường thím lên dẫy, đi chặt củi mỗi ngày. Đem củi xuống bằng cách nào thím? Năm kéo xuống, để năm làm cho coi. Vậy là năm phận kéo củi xuống con đường mòn, vừa kéo vừa nói. Suối ô đá nè, Hồi lúc mà nó chưa vô tới đây Mấy ông mình đánh nó đó Chết nhiều Người ta chở xác vô đây nè Rửa xác rồi liệp Chất cao lên tới nóc nhà Xác người hạt thím Không Hòm á Chất cao lên tới nóc nhà Một chút xíu là hết hòm rồi Lại chất cao lên tới nóc nhà Anh quay phim nói thím kể chuyện hồi đó Lúc mà ngồi nhớ lại cảnh Năm đứa con bị giết thím buồn như thế nào? Năm đứa con lận mà, thím hận thế nào, thím chửi cũng được, mà khóc lóc gào thét cũng được. Chèn ơi, thì cũng buồn khổ lắm chứ, con mình mà, bồng đứa nhỏ đi kiếm ba sắp nhỏ, ổng hiền lắm. Vừa thấy ổng thì nó tràn tới, chôn gá trong miệng hang, nó đi rồi quay lại bắn bậy bạ vô hang. Vậy mà nó bắn chỗ đầu đứa nhỏ Chết trước sao không chết Chỗ qua ngón tay thím luôn nè Nhìn ngón tay ẩn ngược nè Đâu khoảng bằng lúc mấy cháu tới đây Thì thím thấy nó lùa mấy đứa lớn xuống Nó phát hiện hang trên đó Chèn ơi, tụi nó khóc lóc Năm bồng đứa nhỏ chết rồi Nhìn theo mấy đứa kia Điếng hết hồn vía Thì cũng chết hết Chờ đâu đứa nào sống Đâu ai biết chết chỗ nào Khóc tích tắc Giờ khóc sao được Thì khóc cũng có được gì đâu Thì lúc đó cũng ngồi khổ Thì ai cũng khổ chớ có phải một mình mình đâu Cũng chịu thôi Mà mấy con ăn cơm nhé Cây trổi đâu Năm có gạo Bao no bụng luôn Thì ăn với cá Năm hồng ăn thịt lâu rồi anh quay phim quay sang nói gì kiểu như phá sản rồi. Cảnh tình gì mà kể năm đứa con bị chết mà bà cụ 84 tuổi cứ cười đôn hậu như kể chuyện nấu cơm kho cá. Mà nụ cười bà già xuống răng nữa làm cho ai cũng cười theo. Chẳng cười người ta chơ lấy cảm xúc gì nổi. Năm phận nhìn anh quay phim cười. Bộ con đói bụng hả? Mà mặt nhăn nhăn như khỉ vậy. Năm nấu cơm con ăn hé Cây trồi đâu rồi Đủ mẹ tụi bay Đừng có hờ hỏng Nó đánh úp mình đó con Đất mình mình giữ Không có chạy nghe bay Chỗ mình cách gò đất Cách đìa cạn mình cũng quen Tụi nó cái gì cũng lạ Mình dễ đánh Chừng mình bỏ chạy Nhà mình thành nhà nó Mình lang thang xứ người Quét lá lá tre nấu cơm Cũng phải nhìn mặt người khác sống sao được lúc đó nó lại lấn tới mình nổi điên chống lại nó thì đuối sức rồi mà không quen đất không quen người nữa ai tin ai ai đỡ ai chết chứ đánh đấm gì tao đánh đấm trên đất tao bỏ một mạng tao thì cũng đổi trăm ngàn mạng tụi nó chứ đừng giỡn tao chết anh em tao con cháu tao sẽ giữ đất tiếp chứ đừng giỡn tôi như thấy mọi người nhỏ bé dưới tiếng nói của chị hai a lẫn cái nắng rực rỡ của đất ba Trúc. thời nào nơi đây con người cũng nhỏ bé trước nắng nắng uy quyền bạo ngược làm cho cả núi tượng um tùm bỗng trơ trọi Nắng nuốt chừng những buồn vui ước mơ thực tại, đầy cơm áo gạo tiền lẫn ước mơ đắc đạo. Nắng tiếp tay cho nghịch cảnh của trận thảm sát, ví dụ những cuộc truy đuổi diễn ra giữa mùa mưa thì sao mọi người không phải đi kiếm nước uống để rồi bị giết mà rồi tôi chợt nhận ra nếu bị truy đuổi giữa mùa mưa không có chỗ trốn bị cảm lạnh chắc cũng chết thím nam ơi đừng kiếm trổi nữa nghỉ quét rồi nè nam ngồi xuống đây kéo cái khăn dàn xuống cầm trên tay vầy nè rồi thím kể chuyện con của thím đi đẻ 11 người con, nuôi 11 người, đâu phải dễ. Vậy mà... Năm có 11 đứa con, đẻ dễ ợt à, nuôi dễ ợt hà. Ông chồng năm hiền lắm. Anh quay phim kêm năm phận ngồi trên tảng đá, nơi ngày xưa cả nhà thím nằm phơi nắng chống tụi buôn bốt. Ngồi một chút mà ai cũng chịu không nổi, kéo nhau vô bóng mát. Hồi đó họ nằm trên tảng đá đó 10 ngày, dưới cái nắng ngạo ngược như vậy. Nếu bây giờ giặt tới, thím năm có phản kháng không? Chắc năm cũng bỏ đi, mình nhát không giết được ai đâu. Thả bỏ đi để khỏi chứng kiến, chờ chứng kiến nhiều chuyện nó kỳ cục lắm, không hình dung nổi đâu. Giết luôn con là có thiệt mà. Năm nghĩ, nếu như ai được bọn bôn bốt tốn một viên đạn, bắn bất ngờ vô đầu, vô tim, khi bỏ ngang chạy là may mắn. Hơn cả chứng kiến cảnh mình tự tay bóp mũi con mình để cứu sống những người còn lại trong hang. Nhưng lúc đó năn nỉ tụi nó cũng không bằng bắn mình bằng đạn. Hình như nó tiếc đạn. Tôi nghe tai mình hơi lùng bùng một chút, như thấy được trước mắt những lõi cây sành đập đầu người thấy lại tất cả. Trời đã chiều, phía ngoài vạt rừng suối ô đá rất âm u. Nhìn nam phận nuôi cui mặc áo dài cúng trong cái tối nhập nhọa. Tôi liên tưởng tới buổi chiều năm phận ém đàn con vô hang. Bồng đứa nhỏ nhất đi kiếm chồng. Tôi liên tưởng tới buổi chiều cả nhóm chúng tôi đang ngồi đầy hang. Tiếng khóc đòi ăn quen thuộc của màng ri lồng lộng nát cả trời chiều. Cách đó chừng 50 thước Khuất tán cây trôm Là tiếng chó của tụi nó sủa đầy háo hức Chúng nó đã phát hiện tiếng khóc của mảng ri Chỉ cần men theo tiếng khóc Những ánh mắt sợ hãi gồng lên trên từng gương mặt người Tôi không nhận ra quanh mình là những gương mặt quen lạ nữa Mà chỉ nhận thấy chung những ánh mắt sợ hãi hoảng loạn Tôi không nhận ra mình là ai mà chỉ nghe tiếng khóc mằng ri, lồng lộng như xe nát cả núi sừng tĩnh lặng. Tiếng chó, tiếng khóc, tiếng chó, tiếng khóc. Tôi không nhớ cái miệng nhỏ bé, cái mũi non mềm của con tôi ngập ngụa trong vòng tay tôi. Tôi không nhận ra con tôi ngập ngụa yếu dần, yếu dần và lạnh lẽo. Tôi đã đi đâu đó xa lắm, lúc đó tôi không có chút đau đớn gì hết như một người mộng du đi trên mái nhà người mộng du có thể nhai được càn lửa đỏ bây giờ cảm giác đó đang sống lại tôi cảm thấy khó thở nên ngồi bệt xuống dựa cột nhà nắp phận mắt nhắm hờ mà ngộ mình không sợ chết nên mình tỉnh lắm lựa phương án tác chiến dễ lắm nghe mấy đứa con người ta nuôi hồi còn bằng cùm tay mà bây giờ lớn vầy sao cho mình mình phải giữ gìn mạng sống của tụi nó chứ phải gan phải tỉnh thì đánh giặc cũng dễ như đi trèo ghe làm mắm vậy mà ờ à, mắm này cô hai làm đó ờ à, không gọi được cô hả tại mấy đứa cháu rước lên bắt đai chơi nó nói ngoại ở nhà một mình buồn lắm lên tụi con cho vui ở đây với thằng cháu mà lúc này nó đi làm ở Bình Dương rồi. Con cháu của ông chồng không hà? Cô hai mất nết lắm, đâu có đẻ chừa được đứa nào, dù thèm đẻ gần chết. Mà không sao, ai đẻ sẵn mình nuôi cũng sướng vậy. Thương thấy bà, chơ khác gì đâu à. Bất giác tôi nhướng mắt lên, nhìn vào màn hình điện thoại của em nhà báo tôi thấy chị hai a đang ngồi chơi với một đứa nhỏ có đôi mắt nhỏ xíu khi nó cười tôi không thấy mắt nó nữa chỉ thấy cái miệng của nó hồng hồng rông xinh với hai cái răng cửa mới nhú phía trong nhà anh quay phim đang quay cảnh nam phận quỷ cúng nam phận ngồi xếp chè he trên đệm vai bắt hờ cái khăn rằn hồng trắng sổ xuống ngực bốn bề là những bàn thờ lư hương mùi nhang khói nghi ngút Phía vườn bông ngoài sân, những chùm trang nở màu cam rực. Mấy con bướm cũng màu cam bay chập chờn Tiếng van vái lầm rầm của Nam Phận nghe thật rõ. Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô, cầu cho mọi người bình an đừng giạc giã. Cầu cho mấy đứa con bình an, đừng gây gổ giận hờn nhau nữa. Trong mơ màng, tôi như nhìn thấy cái khăn choàng cổ của Nam Phận sống y cái mộ bia màu caro đỏ, một tấm mộ bia rực rỡ, mộ bia im lìm bên làn khói bay về trời. Tôi hỏi bằng ri có theo làn khói về trời không? Tôi nghe tiếng cả na cười khàn khàn, nó cười cũng không thấy đôi mắt mà chỉ thấy cái miệng rộng riêng với những cái răng cửa non trông nhỏ xíu.